Hello, xin chào hết tất cả mọi người toàn thế giới và đất nước. Em bữa nay em sẽ làm một cái clip và làm gói sữa hải sản trong mùa dịch này. Mời mọi người vào xem nhé. Cách làm sữa đây nè. Sữa này là kiểu sữa chân. Sữa này là sữa làm nhà hàng. Làm đám rồi nè, hòa dọn rồi. Kiến thức ngành tóc barber. Món này rất là ngon. Chưa nên làm đám dọn nâng cái hao hả? Chân là hao gì? Nó cứng là nó mềm vậy ta? Thử thứ rất là thứ con thôi. Đẹp. Ừ. Đây này các bạn, các anh chị. Lần đầu mới rơi được con này luôn. Trên nó có lông lông gì ta. Con này. À. Dễ cho ăn. Món hải sản sứa, làm gỏi sứa. Từ từ, chút nữa làm nó kìa. 2 phút 1 không giây gạch chéo 59 phút 28 giây. Món này ăn rất là ok. Mát. Rất là mát. Trong mùa dịch này, ăn món gỏi sứa này cho vi khuẩn khống khỏi tấn công. Đang nguyên còn những anh ra lại trước bụng vừa thấy đây nhiều không? Mà sao mà nên cả lông luôn nè. Nguyễn Thế Anh công thấu đỡ chạy luôn anh được không? Được mà nào làm gì nào cho sạch sẽ ra. Phương Nam Channel. Ăn luôn hả? Chưa bóp mà ăn luôn. Kêu bà vô quay lại mà bắp muối vô hả? Cho mắm ớt tỏi. Cho mắm ớt tỏi. Rồi. 4 phút 32 giây gạch chéo 59 phút 28 giây. Mèo. Đem. Chất nước. Nên mua vài ngàn thực phẩm bỏ vô. Bớt.
Bỏ rau rồi chơ mắm vào. 5 phút 3 giây gạch chéo 5, 9 phút 28 giây. 5 phút 6 giây gạch chéo 5, 9 phút 28 giây. Đây, mắm, đường, cho đường vào. Bột ngọt, đường, bột ngọt, mắm, cho mắm vào. 5 phút 59 giây gạch chéo 59 phút 28 giây. Nãy giờ mới 5 phút rồi. Chưa tròn lên cho thấy không chưa. 6 phút 38 giây gạch chéo 59 phút 28 giây. Rồi, rất là ok. Chưa đây, đều sợ ra nước không? Không. Cứ ngắt mà. Chưa. 7 phút 21 giây gạch chéo 59 phút 28 giây. Hình tròn lớn màu đỏ nước của YouTube. Dù ở Mỹ hay cũng cố gắng học cách kiếm tiền. Anh rất là ngon. Trà Vinh que em ép tim khi xà lan khổng lồ va vào cống làm chấn động cả con sông cống 10 phút. Chờ hết chân nè. 7 phút 52 giây gạch chéo 59 phút 28 giây. 7 phút 56 giây gạch chéo 59 phút 28 giây. Ai thì đây nặng chân rồi vô ăn cho nó ngon chứ. Đây là thiếu vị chanh. Nấu có chanh giờ này mình mới nặng nặng chanh vô rồi. Tám phút 22 giây gạch chéo 59 phút 28 giây. Nướng bánh chưa? Này mắm ớt tỏi này. Chung chưa mà. Anh ơi. Tám phút 52 giây gạch chéo 59 phút 28 giây. Chưa này chưa chừng ngon chưa. Mà trước hôm qua bữa hôm qua mình lớn mà. Giây gạch chéo 59 phút 28 giây.
Món này ăn rất là ngon ạ. Món đó là chứa chân để người ta họ làm đám, nhưng mà nay họ ở ngoài đây họ bán rẻ quá cho nên mình mới mua về mình ngày mình cùng dùng ạ. Chúc các anh chị và các bạn xem video của em rất vui vẻ và có một ngày hạnh phúc và tràn đầy năng lượng nhé các anh chị. Sau đây video của em kết thúc ạ. Hẹn gặp lại các anh chị video lần sau ạ. Bye bye, xin chào, hẹn gặp lại các anh chị trong video kế tiếp ạ. 1 phút 55 giây gạch 1 phút dừng phím.